quý vị, ngày 6 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng công nhận bảo vật quốc gia cho hai tượng voi đá Thành Đô Bàn tại xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, thuộc quyền quản lý, sở hữu của Bảo tàng tỉnh Bình Định. Hai tượng voi đá Thành Đô Bàn được đặt đứng chầu trước cửa vệ môn Thành Nội thuộc khu di tích Thành Hoàng Đế. Thành Hoàng Đế được nhà Tây Sơn xây dựng trên cơ sở kinh thành Đồ Bàn của Chăm Pa và mở rộng thêm về phía đông, được Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích quốc gia năm 1982. Theo hồ sơ di tích, hai tượng voi đá này là những tác phẩm thuộc nền điêu khắc Chăm Pa, được tạo từ chất liệu là đá sa thạch và được xem là hiện vật gốc, độc bản trong phong cách điêu khắc Chăm ở thế kỷ 12. Trong đó, tượng voi cái cao 176cm, dài 220cm, rộng 85cm, trọng lượng ước tính khoảng 750kg. Tượng được tạo tác trong tư thế động, thân voi thẳng, dáng đang đi, hai chân sau được tạo liền khối với hai chân trước và đế tượng. Đồ trang sức thể hiện những đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa. Tượng được tạo tác đẹp, động tác tự nhiên, sống động, nhìn vào tượng voi ta thấy toát lên một vẻ quyền quý và vương giả. Tượng voi được cao 200cm, dài 240cm, rộng 100cm, trọng lượng ước tính khoảng 800kg. Tượng được tạc trong tư thế động, đứng trên bệ đá liền khối hình chữ nhật. Hai chân bên trái đang bước tới phía trước, đầu ngẩng cao, vòi voi buông xuôi xuống như đang dùng vòi nhổ cây lên. Một hình tượng phổ biến trong nghệ thuật tạc tượng voi Chăm Pa. Tượng voi được tả thực rất sống động. Đây là hai tượng voi đá được tạc dưới dạng tượng tròn, có kích thước lớn nhất của người Chăm Pa được phát hiện từ trước đến nay. Hiện tỉnh Bình Định có 8 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, đều là những tác phẩm nghệ thuật của người Chăm Pa. Trong đó, 5 bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Bình Định, gồm phù điêu nữ thần Mahishasura Mardini, phù điêu thần Rahama, cặp tượng chim thần Garuda diệt rắn, phù điêu nữ thần Sarasvati, phù điêu thần hộ pháp Mã Chùa. Ba bảo vật quốc gia còn lại ở tỉnh Bình Định là cặp tượng hộ pháp tại chùa Nhạn Sơn thuộc xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn và tượng thần Shiva tại chùa Linh Sơn thuộc xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.